Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo khoa học điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng khẳng định quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2012, gọi tắt là quy hoạch 60, đã và đang thực hiện có hiệu quả, đảm bảo cung cấp đủ than cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện quy hoạch 60, tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp, nhu cầu sử dụng than chủ yếu như nhiệt điện, chạy than, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, kim loại, hóa chất, giấy v.v. có nhiều yếu tố phát sinh. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học và có chất lượng của các đại biểu, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch 60 điều chỉnh vào cuối năm 2015.